tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với các cơ sở thương mại vừa qua bảo trợ chương trình tin tức cuối tuần của đài truyền IBC TV. Và quý vị đang quay trở lại với những tin tức cập nhật trong vừa tin Á Châu và Việt Nam. Các thị trấn nhỏ ở Nam Hàn đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ. Trong khi các bác sĩ thực tập sinh ở tại Seoul biểu tình phản đối về kế hoạch tuyển sinh nhiều trường y hơn, thì các bệnh viện ở các thành phố nhỏ hơn của Nam Hàn cho biết họ đang rất cần thêm bác sĩ. Sự thiếu hụt là trọng tâm trong kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu cho hàng ngàn sinh viên vào các trường y bắt đầu từ năm tới. Nhưng kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các bác sĩ thực tập sinh và một số nhóm y tế, những người cho rằng nó sẽ không cải thiện điều kiện làm việc tồi tệ cho các bác sĩ. Trong khi Seoul tự hào có các bệnh viện hàng đầu, thì các thành phố nhỏ hơn lại vấp phải vấn đề khó khăn trong việc thu hút bác sĩ và xu hướng này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn do dân số Nam Hàn đang già đi và tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Ông Cho So-yeon là chủ tịch trung tâm y tế Inch đã nói với hãng thông tấn Reuters như sau: bởi vì các bác sĩ đang tránh ở các vùng nông thôn và đổ xô đến các thành phố lớn hoặc là các khu vực thủ đô để hành nghề y, vấn đề này nổi lên như một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng cần được giải quyết kịp thời. Ông Châu cũng nói thêm rằng, trong khi đó, các khoa tim mạch của bệnh viện đã phải sử dụng các bác sĩ lưu động từ một số bệnh viện đại học gần đó vì không thể tìm được nhân viên cố định. Phó Chủ tịch Trung Quốc tham dự lễ khai mạc triển lãm trồng trọt International 2024. Phó Tổng thống Trung Quốc là Han Zhen ngày thứ Sáu đã tham dự phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm trồng trọt quốc tế 2024 Thành Đô tại tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc. Nước này sẵn sàng làm việc với tất cả các quốc gia xây dựng một quê hương tốt hơn và cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại là điều mà ông Han đã chia sẻ và cho biết sau này đã nhận được phản hồi tích cực. Ông cũng chỉ ra rằng chính phủ Trung Quốc không ngừng thúc đẩy sự phát triển xanh, đóng góp một phần tư cho những khu vực trồng rừng gia tăng trên toàn thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nhân loại. Thế giới đang đối mặt với rất nhiều những vấn đề môi trường toàn cầu như biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và có một chặng đường dài để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc 2030. Ông kêu gọi những nỗ lực chung từ tất cả các bên thúc đẩy hiện đại hóa giữa con người và thiên nhiên, cũng như sự hòa hợp. Và các quốc gia trên toàn cầu nên coi môi trường sinh thái là nền tảng của sự tồn tại và phát triển của con người, tôn trọng thiên nhiên theo cách của thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. Quay sang tin tức từ Ấn Độ đã bác bỏ báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ. Chính quyền New Delhi cho biết họ không đính kèm bất kỳ giá trị nào với báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích quyền con người ở tại Ấn Độ và gọi nó là thiên vị sâu sắc trong diễn biến ngày thứ Năm 25 tháng 4. Đánh giá nhân quyền hàng năm đã được công bố vào đầu tuần này cho thấy các hành vi lạm dụng đáng kể ở bang miền Đông Bắc Ấn Độ vào hồi năm ngoái và tấn công vào các nhóm thiểu số, các nhà báo và tiếng nói bất đồng ở phần còn lại của đất nước. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randy Jaiswal đã nói với các nhà báo rằng chúng tôi không gắn kết với nó và thúc giục quý vị cũng làm như vậy. Đến với bản tin Việt Nam, gần 74.000 gia đình tại đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước vì nạn khô hạn. Khoảng 73.900 gia đình đồng nghĩa với 77.000 trẻ em đang bị tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Theo như tổ chức từ thiện Save the Children, cứu trợ trẻ em đưa ra, ước tính trong thông cáo báo chí được công bố vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Căn cứ vào hoạt động của tổ chức này ở các địa phương và dựa trên thông tin do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa ra vào hồi đầu tháng. Người dân gặp phải tình trạng thiếu nước sau khi xảy ra một đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần lễ, mà hậu quả là tình trạng xâm nhập mặn vào các nguồn nước ngọt ở vựa lúa gạo lớn nhất Việt Nam. Thông cáo được đưa ra ít ngày sau khi Đài Voa đã đưa tin ba tỉnh Long An, Cà Mau và Tiền Giang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán nhiễm mặn, hàng chục ngàn người thiếu nước ngọt trầm trọng. Nhiều gia đình đã mua nước sinh hoạt với giá cao hơn bình thường. Chính phủ Việt Nam cảnh báo nạn khô hạn kéo dài tới tháng 5. Save the Children nhận xét mức nhiễm mặn này cao hơn mức trung bình của nhiều năm nhưng chưa trầm trọng bằng mức năm 2016. Lúc bấy giờ, Việt Nam đã bị hạn hán nặng nhất trong gần 100 năm. Vẫn theo như thông cáo viết rằng, Save the Children là một thành viên trong nhóm công tác quản lý thảm họa của Việt Nam đang giúp đỡ bằng cách cấp những khoản tiền mặt cho 700 gia đình bao gồm 1.400 trẻ em gặp phải nạn hạn hán bị ảnh hưởng tại tỉnh Cà Mau. Hà Nội nói rằng lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở tại vùng Biển Đông đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Việc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa,
mà còn vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế đã được công nhận. Về phía đại diện của Bộ Ngoại giao, Cộng sản Việt Nam đã cho biết vào hôm ngày 25 tháng 4, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông. Dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nói tại buổi họp báo vào ngày 25 tháng 4 như trên. Trước đó, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 9 trên 4 khu vực biển, gồm có Biển Đông, Biển Hoa Đông, Bột Hải và Hoàng Hải. Lệnh cấm áp dụng trên khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 8, bao trùm khu vực từ vĩ tuyến 12 cho đến phía bắc đảo Đài Loan, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Hàng năm thì Trung Quốc đều đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá trên một số khu vực ở Biển Đông, nơi nhiều nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn. Thưa quý vị, và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý khán giả hãy ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành với đài IBC sau đây. Kế đến đó sẽ là những tin tức liên quan tới showbiz trên thế giới, như là các liên hoan phim Địa Trung Hải, Albania đã trở lại Algeria sau 4 năm vắng bóng, hay chúng ta tới với tuần phim Pháp được tổ chức tại Bắc Kinh, và CMG của Trung Quốc phát hình những chương trình truyền hình và những phim cao cấp tại Serbia. Xin mời quý khán giả đón xem.